đó cầm giỏ thì đi chợ vậy, hỏi đi đâu đây. Mà sao mắc cái giống ôn gì bữa nay ở chợ bán đắt quá trời đất bà. À khoan khoan, bà nghĩ sao mà bà để cho cái bà đó bà cứ lượn lờ trước mặt ông Sáu vậy, bà không sợ hả, bà sao? Sợ sao không sợ, nhưng mà cái gì thiệt bà làm biết làm gì bây giờ đây? Bây giờ bực mình đúng không? Bực mình thì đi theo tôi. Biết làm gì với bà giờ gây chuyện làm sao đây? Thì bà muốn biết làm sao thì bà cứ đi với tôi. Tôi làm bà khỏi cần làm. Thì mình để nấu cơm chút nữa chứ. Khỏi nhân nhị. Bà mà nhân nhị hả, mai mốt hả bà leo lên đầu bà vẫn ngồi luôn á. Bà muốn không? Leo lên đầu nặng lắm mà không được đâu. Đi đi đi. Đi thì lẹ lên. Tự. Trời ơi, ông trời ông ác ghê. Ngập mặn chi bây giờ bông lúa như vậy nè nguyên. Bà kia. À, ai vậy? Bà không có cần biết tôi là ai hết á. Hôm nay á, tôi qua đây á là tôi ra tay nghĩa hiệp cho bà bạn của tôi, không phải á để cho bà quá mặt bả hả rồi bà dụ dỗ chồng bả thiệt. Tôi á. Bà cái gì vậy? Cái gì? Từ từ, từ từ. Cái gì vậy? Mệt quá, bà làm gì chạy lèo quá trời, tôi rượt em muốn chết luôn à. Là sao? Bi này là bạn của chị hả? Đây, xách cái cây rồi quýnh tôi nè, là sao vậy? Làm gì dục cái cây đi. Chị nói gì chị sao? Tôi qua tôi quýnh ghen giùm chị. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa tôi có làm gì đâu. Bà nói gì ra làng hoài vậy, tôi có ai quýnh bà tiếng nào? Đấy là mới xách cái cây tức thì. Trời ơi, tôi tức quá. Nếu mà chắc bà bài binh bố trận ra đánh ghen tôi, trong khi tôi không làm gì hết. Bơ làm xóm. Bơ người ta. Ê, cái này là. Ê, chú cái gì hả? Chú cái bây giờ. Chú cái sự, qua đây. Có chuyện gì mà ôm xòm vậy? Đây. Trời ơi. Hên quá. Có chú chứ không thôi là tôi tan xác rồi. Đây, tôi không làm gì hết. Tự nhiên, bà Sáu, bà rủ người tới quánh ghen tôi. Tôi rủ người ta quánh bà hồi nào? Chú đi chơi không có chuyện đó đâu. Dạ. Tôi kiếm bà tôi nói chuyện thôi. Tôi tức bà là bà đi riêu ra hàng xóm bà nói tôi ngu. Tôi tức tôi kiếm bà tôi nói chuyện. Có chuyện đó không cô Tịnh? Hồi nào? Dừng chuyện à? Cô có? Không. Cô không? Cô không? Ơi. Để con giải quyết cái chuyện này cho. Bây giờ muốn biết có sự thật vậy không hả? Để con hỏi Thím Sáu, con hỏi. Thôi hỏi đi, hỏi đi. Mọi người đây làm chứng. Hỏi đi. À, đứng đây đi, thôi nó quýnh tôi chết à. Bây giờ con hỏi về nông nghiệp nha. Thím Sáu cho hàng mọi người cùng biết là cái tình hình xâm nhập mặn nó là gì? Vô đề. Tốn gì, hỏi câu này dễ ẹt. Thím Sáu. Nước mặn xâm nhập phải không? Dạ. Tức là cái tình trạng nước biển tràn vô đất liền chứ gì? Dạ. Nhất là những cái vùng đồng bằng đang canh tác nông nghiệp nè, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh thái của đồng bằng. Dạ. Thím Sáu hay quá ta. Hỏi câu nào khó hơn xíu. Rồi. Con hỏi câu nữa nha. Là như vậy thì quá tình trạng mà xâm nhập mặn như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cây trồng không? Ôi dễ nữa. Nước mặn mà xâm nhập vậy thì đương nhiên là chết cây trồng, đúng chưa? Dạ đúng. Chết các loài cá nước ngọt luôn. Con sao sống nổi, nó không quen nước mặn mà, phải không? Rồi đó, nó làm ảnh hưởng cái người dân không có nước ngọt để sử dụng nè, thấy không? Chỗ nào tắt nước là tắt, thấy không? Rồi là kết cấu của đất trồng cũng bị ảnh hưởng nè, cơ cấu của đất cũng bị ảnh hưởng nè, thấy không? Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi, tao nói cái này hả, cháu ngoại tôi học lớp 3 nó còn biết. Mà hỏi vậy chị hỏi mất công. Quá đáng để lát về thử mình rủ cháu bà lại là mình hỏi coi nói đúng không. Thôi bây giờ về đi. À, con thấy là cô Tình cũng không có phục lắm. Thôi để ngày mai mặt đi. Ngày mai con sẽ mời cô Tình với lại Thím Sáu lại. Con sẽ tổ chức một cuộc thi nông nghiệp. Tới đó sẽ biết ai thắng ai bại. Vậy đi cho công bằng. Vậy đi. Không. Sĩ. Dạ. Không có mời bà này nữa. MC tôi thấy tình hình của hai bà có bộ càng căng à. Mà bà con ơi, bà con có nhớ là xâm nhập mặn là gì và ảnh hưởng như thế nào không nè? Xâm nhập mặn á là tình trạng á nước biển lấn sâu vào trong đất liền, làm chết các loại cây trồng trên đồng bằng nè, rồi làm chết các loại cá nước ngọt nè, làm cho người nông dân không có nước uống. Xâm nhập mặn á còn làm ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu cây trồng và làm phá vỡ kết cấu đất nông nghiệp nữa bà con nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bục ADC trao thưởng thấy mê. Bà con nông dân khi mua một trong ba sản phẩm chiếc mầm 360cc, tăng tay đi 550cc và Super Bowl 60cc sẽ có cơ hội trúng 9 chiếc SH 150i, 19 xe Future và hàng trăm ngàn phần quà giá trị khác. Chương trình được tiếp tục từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020. Bục ADC trao thưởng thấy mê. ADC mang đến sự tốt lành. Bỏ đầy đồng tính sao giờ đây anh. Em chớ lo để anh lo cùng. Ruộng nhà có đầy ở đó mà yêu đương. Giờ có chú khỏi lo có mọc.
Diệt mầm 360EC, công thức cải tiến, hiệu quả vượt trội, diệt cỏ tận mầm, không sợ mưa sao phun. Bảo vệ mầm lúa, dứt nỗi lo chết vụn. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bờ.